Hãy nhanh tay nhắn tin bình chọn cho đội chơi mà bạn yêu thích bằng cách soạn tin với cú pháp LHMH khoảng trắng mã số đội chơi và gửi về tổng đài 8234. Đội sáng rực mã số 01. Đội Evo mã số 02. Đội đơm đớm mã số 03. Đội anh em mã số 04. Đội củ sắc mã số 05. Đội xém cười mã số 06. Quý vị khán giả tham gia nhắn tin bình chọn cho các đội chơi mình yêu thích sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng may mắn nhất bảng 20 triệu đồng và giải thưởng may mắn mỗi tuần 5 triệu đồng. Và bây giờ là lúc chúng tôi công bố điểm số của cả 5 đội trong đêm nay. Đầu tiên, điểm từ giám khảo khách mời ca sĩ Gio Lê là 8,5 điểm. Tổng số của các bạn là 31,7 điểm. Đứng thứ 5 đó chính là đội Đom Đóm. Điểm từ khách mời cũng là 8,5 điểm. Điểm tổng cộng các bạn là 31,8 điểm. Xếp hạng thứ 4, nhóm Divo với điểm từ khách mời là 8,5 điểm. Tổng số điểm của các bạn trong đêm nay là 34,7 điểm và xếp thứ 3. Chúc mừng nhóm Xém Cười có điểm từ khách mời là 10 điểm và tổng số điểm 39,6 điểm, đứng thứ 2. Xin được chúc mừng nhóm Anh Em. Và cuối cùng chúng tôi xin được chúc mừng nhóm Ngũ Sắc với điểm từ khách mời là 10 điểm và tổng điểm của các anh chị là 39,9 điểm. Các anh chị đang đứng đầu ở đêm nay. Và như chúng tôi đã thông báo, đội có số điểm cao nhất của hai đêm từ tập 6 và tập 7, các bạn sẽ nhận được 100 triệu đồng và trở thành đội chiến thắng. Bên cạnh đó, đội cũng có tổng số điểm thấp nhất sẽ bắt buộc phải chia tay với chúng tôi ngay từ đêm hôm nay. Đội có tổng số điểm cao nhất từ tập 6 và tập 7 là 78,7 điểm. Ngũ Sắc xin chúc mừng các bạn. Một lần nữa xin chúc mừng đội Ngũ Sắc, các bạn đã trở thành đội chiến thắng ở vòng 2 của chương trình Làng Hài Mở Hội. Các bạn sẽ nhận được 100 triệu đồng và đội Ngũ Sắc cũng sẽ dùng 50% số tiền thưởng để có thể xây dựng một trong 12 căn nhà tình thương với chương trình Làng Hài Mở Hội. Bốn đội còn lại thân mến, tổng số điểm của hai đêm từ tập 6 và tập 7, chúng tôi có hai đội đều có số điểm bằng nhau, đó là 71,3 điểm. Xém Cười, Đom Đóm có một đội 73 điểm. Xin được chúc mừng nhóm Anh Em. Đi vô, bạn muốn nghe số điểm của đội bạn không? Dạ muốn. Và số điểm của các bạn là 71 điểm. Không sao, các bạn phải tạm chia tay với chúng tôi thôi. Các bạn sẽ quay lại vòng ngược dòng ở tập 10 và làm nên nhiều kỳ tích các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các đội đã đến với chương trình chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn các vị giám khảo của chúng ta. Quý vị đừng quên đón xem chương trình Làng Hài Mở Hội phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với Z Studio phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.